Dự án nâng cấp cải tạo sân vận động Tam Kỳ và nhà ở cho vận động viên được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng và giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án gồm các hạng mục chính, nhà ở đội tuyển quốc gia, nâng cấp mặt sân cỏ và hệ thống tưới nước tự động, cải tạo đường chạy điền kinh, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng, sửa chữa khán đài A, B, C, D và một số hạng mục quan trọng khác. Tại buổi làm việc, đơn vị chủ đầu tư và đơn vị thi công cam kết sẽ bàn giao hệ thống mặt sân cỏ khán đài A và khu phụ trợ trước ngày 5 tháng 6 và bàn giao đường chạy điền kinh trước ngày 8 tháng 6. Một số hạng mục quan trọng khác phục vụ các môn như nhảy cao, nhảy xa, đơn vị chủ đầu tư cam kết hoàn thành và bàn giao trước ngày 16 tháng 6. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công trong việc thực hiện dự án, cơ bản đảm bảo tiến độ để phục vụ thi đấu các môn tại Hội khỏe phù động toàn quốc khu vực 3. Trong thời gian còn lại, nếu có phát sinh, đồng chí Trần Anh Tuấn yêu cầu đơn vị chủ đầu tư tích cực phối hợp với đơn vị thi công tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có phương án xử lý sớm, đảm bảo các hạng mục chính của dự án phải hoàn thiện kịp thời phục vụ thi đấu Hội khỏe phù động toàn quốc khu vực 3.